Cô xin chào các em học sinh tiểu học quận Gò Vấp. Cô rất vui được gặp lại các em trong chương trình học trực tuyến môn khoa học lớp 4. Bài học hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là bài 52, vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt. Để tìm hiểu tốt hơn về kiến thức của bài học hôm nay, các em cần chuẩn bị một số vật dụng như sau: hai cái ly, một cái thìa bằng nhôm, một thìa bằng nhựa, một thìa bằng gỗ, hai tờ giấy báo, bút và vở nháp để ghi lại kết quả thí nghiệm các em. Mở đầu cho tiết học, cô có một câu hỏi dành cho các em. Thế cô đố các em vì sao vào mùa đông những chú chim thường xù lông lên và khi trời lạnh thì chúng ta thường phải mặc áo ấm về các em? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng nhau khám phá bài học qua các hoạt động sau đây các em nhé. Trong quá trình truyền nhiệt, có những vật dẫn nhiệt tốt, có vật thì dẫn nhiệt kém. Đó là những vật nào? Chúng ta cùng nhau đi vào hoạt động 1, tìm hiểu về vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt. Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt có một ích lợi gì trong cuộc sống của chúng ta? Chúng ta sẽ tìm được câu trả lời qua một số thí nghiệm sau đây. Ở thí nghiệm này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khả năng dẫn nhiệt của nhôm và nhựa. Vật dụng cần có cho thí nghiệm là một cái ly, hai cái thìa, một thìa bằng nhựa và một thìa bằng nhôm. Các bước tiến hành thí nghiệm như sau. Bước 1, rót nước nóng vào trong ly. Các em lưu ý cho cô là khi rót nước nóng phải thật là cẩn thận để tránh bị bỏng. Sau đó, cho cùng lúc hai thìa vào ly. Các em hãy để sau 1 phút và thử đoán xem thìa nào nóng hơn nhé. Là kết quả thí nghiệm của cô. Sau 1 phút, các em thử chạm tay vào hai cán thìa. Có phải là cán thìa bằng nhôm nóng hơn, còn cán thìa bằng nhựa sẽ nguội hơn? Điều này chứng tỏ rằng thìa bằng nhôm là vật dẫn nhiệt tốt, còn thìa bằng nhựa dẫn nhiệt kém, đúng không các em? Bây giờ chúng ta tiếp tục với thí nghiệm 2. Tương tự như thí nghiệm 1, vật dụng để dùng cho thí nghiệm 2 này là một cái ly, hai cái thìa, một thìa bằng gỗ và một thìa bằng nhôm. Các bước tiến hành như sau. Bước 1, ta rót nước nóng vào trong ly. Sau đó, ta cho cùng lúc thìa gỗ và thìa nhôm vào trong ly. Để 1 phút sau, các em hãy dự đoán thìa nào sẽ nóng hơn. Và đây là kết quả thí nghiệm của cô. Sau 1 phút, các em thử chạm tay vào hai cán thìa. Có phải rằng cán thìa bằng nhôm sẽ nóng hơn cán thìa bằng gỗ, đúng không các em? Điều này cho ta thấy rằng thìa bằng nhôm sẽ dẫn nhiệt tốt, còn thìa bằng gỗ dẫn nhiệt kém. Qua hai thí nghiệm, chúng ta thấy rằng nhôm, gỗ, nhựa là những vật dẫn nhiệt khác nhau. Và để tìm hiểu thêm khả năng dẫn nhiệt của đồng, sắt, thủy tinh như thế nào, các em cùng xem thí nghiệm trong đoạn phim sau nhé. Thí nghiệm đốt nóng, ba que thủy tinh, đồng và sắt. Sau một lúc đốt nóng, ta thấy sắt ở que đồng tan chảy làm rớt cây kim xuống. Vậy đồng là vật dẫn nhiệt tốt nhất. Tiếp đến là sắt. Sau một lúc lâu mà sáp ở que thủy tinh vẫn chưa chảy. Như vậy, thủy tinh dẫn nhiệt kém nhất trong ba chất trên. Qua thí nghiệm, các em thấy đó, đồng là vật dẫn nhiệt nhanh nhất, rồi đến nhôm và cuối cùng là thủy tinh. Như vậy, những vật mà nhiệt truyền qua nhanh hơn, tốt hơn, được gọi là vẫn dẫn nhiệt.
Và các bạn hãy chú ý trên màn hình. Đây, cô xin giới thiệu một số vật giữ nhiệt tốt, đó là kim loại đồng, kim loại sắt, kim loại kẽm và kim loại nhôm để các em. Ngoài ra, có những vật mà nhiệt truyền qua kém hơn, chậm hơn thì người ta gọi đó là vật dẫn nhiệt kém, hay còn gọi là vật cách nhiệt, như là gỗ, là nhựa, là len, là bông vải đấy các em. Vậy qua các thí nghiệm trên, ta có thể kết luận rằng vật dẫn nhiệt tốt chính là vật dẫn nhiệt, còn vật dẫn nhiệt kém gọi là vật cách nhiệt. Các em nhớ đấy. Các em đã biết thế nào là vật dẫn nhiệt và thế nào là vật cách nhiệt. Vậy trong cuộc sống chúng ta ứng dụng điều này như thế nào? Các em hãy nhìn lên màn hình. Đây là một chiếc son, đúng không các em? Chiếc son này mẹ thường dùng để nấu ăn. Vậy các em có thể cho cô biết quay son và son đâu là vật dẫn nhiệt tốt và đâu là vật dẫn nhiệt kém? Cô nghĩ rằng các em sẽ dễ dàng nhận ra rằng son được làm bằng kim loại. Đây là vật dẫn nhiệt tốt, giúp chúng ta nấu thức ăn sẽ mau chín và đỡ tốn chất đốt hơn. Còn quay son được làm bằng nhựa và đây là vật cách nhiệt, khi chúng ta chạm phải sẽ không bị nóng. Đôi khi có những chiếc son, quay son và nắp son đều làm bằng kim loại, thì khi ấy chúng ta cần phải có thêm một tấm lót tay. Tấm lót tay này thường làm bằng vải, vì vải là vật cách nhiệt, do đó chúng ta sẽ cầm vào tránh bị nóng đấy các em. Có bao giờ các em tự hỏi rằng tại sao vào trời rét khi sờ tay vào ghế sắt tay ta có cảm giác lạnh không? Cô sẽ giải thích vấn đề này nhé. Vào những hôm trời rét, khi chạm tay vào ghế sắt, tức là sắt đã truyền nhiệt cho tay. Sắt là vật lạnh hơn và sắt cũng là loại vật dẫn nhiệt tốt, do đó tay ta có cảm giác lạnh hơn. Nếu tay ta chạm vào ghế gỗ vào trời rét thì tay ta không có cảm giác lạnh như sờ vào ghế sắt. Là do đâu vậy các em? Đó là do gỗ cách dẫn nhiệt kém. Các em đã tìm hiểu về vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt với chất rắn. Vậy còn chất lỏng và chất khí, khả năng dẫn nhiệt như thế nào? Không khí là chất dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém? Chúng ta hãy cùng nhau sang hoạt động 2, khả năng dẫn nhiệt của không khí. Trong thí nghiệm này, chúng ta cùng xem sắt, nước và không khí có khả năng dẫn nhiệt như thế nào. Sắt để trong ống không khí. Sắt trong ống nghiệm đựng nước. Sắt được đính trên que sắt. Cả ba được đun nóng lên. Chúng ta cùng xem sắt ở que nào sẽ chạy xuống trước nhé. Sắt ở que sắt đang từ từ chảy ra rồi rớt xuống. Sắt dẫn nhiệt tốt hơn. Nước và không khí tiếp tục được đun nóng. Nước bắt đầu sôi, nhưng sáp ngâm trong nước sôi này vẫn chưa hề bị tan chảy, chứng tỏ nước có khả năng dẫn nhiệt kém. Trong ống nghiệm chứa không khí cũng vậy, sáp vẫn còn nguyên, không hề có dấu hiệu tan chảy. Điều đó chứng tỏ khả năng dẫn nhiệt của không khí cũng rất kém, hay nói cách khác, không khí có tính chất cách nhiệt. Qua thí nghiệm, các em thấy rằng nước và không khí là vật dẫn nhiệt kém so với kim loại. Sau đây cô sẽ giới thiệu với các em một số khả năng dẫn nhiệt của các chất. Nhìn vào bảng, các em dễ dàng nhận thấy rằng
không khí có khả năng dẫn nhiệt kém nhất. Còn khả năng dẫn nhiệt tốt nhất chính là bạc đấy các em. Qua hai thí nghiệm vừa rồi, các em cũng đã thấy được khả năng dẫn nhiệt của không khí. Vậy cô có thể kết luận lại rằng không khí là vật cách nhiệt. Đây cũng là lý do vì sao vào mùa đông ta mặc nhiều áo mỏng thì ấm hơn là mặc một chiếc áo dày đấy. Người ta ứng dụng tính dẫn nhiệt kém của không khí trong cuộc sống như thế nào? Cô mời các em hãy cùng quan sát. Trên màn hình, trên đây cô có 4 chiếc giỏ đựng ấm. Thế cho cô biết, bên trong giỏ đựng ấm thường được làm bằng vật liệu gì? Và sử dụng các vật liệu đó có lợi ích gì? Các em biết không, bên trong giỏ đựng ấm, người ta thường được lót bằng len, bằng bông, bằng rơm. Đó là những chất xốp. Và những chất xốp này có nhiều chỗ rỗng nên nó chứa nhiều không khí. Đấy các em, và không khí thì dẫn nhiệt kém nên sẽ giữ được nước trong ấm nóng lâu hơn. Ngoài ra, người ta còn sử dụng các đồ dùng giữ nhiệt như nón len, áo len, bình thủy, ly giữ nhiệt, thùng xốp hoặc thùng đá. Những đồ dùng giữ nhiệt này thường làm bằng các vật xốp có chỗ rỗng chứa không khí giúp cách nhiệt tốt hơn đấy các em. Chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của bài. Bây giờ cô và các em sẽ cùng điểm lại các nội dung chính. Vật dẫn nhiệt tốt gọi là vật dẫn nhiệt. Vật dẫn nhiệt kém gọi là vật cách nhiệt. Kim loại là vật dẫn nhiệt tốt nhất, còn không khí là vật dẫn nhiệt kém nhất. Đây là kiến thức trong bài học hôm nay các em cần ghi nhớ. Bây giờ cô quay trở lại với câu hỏi ban đầu. Vì sao vào mùa đông các chú chim lại xù lông lên? Cô nghĩ bây giờ các em đã trả lời được câu hỏi rồi đó. Tại vì lúc này chú chim xù lông lên để tạo ra những lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lớp lông và không khí lạnh ở bên ngoài, khó có thể dẫn nhiệt vào cơ thể của chú. Và tương tự như vậy, khi vào trời lạnh thì chúng ta thường mặc áo ấm để làm gì nào? Là để tạo ra những lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa cơ thể và không khí lạnh ở bên ngoài. Như thế thì không khí lạnh ở bên ngoài sẽ khó có thể dẫn nhiệt được vào cơ thể của chúng ta đấy các em. Tiết học khoa hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chúc các em luôn học tốt và vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống hàng ngày nhé các em. Cô thân ái chào các em.